Chào mừng các em đến kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, học sinh giảng các em toán lớp 7 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Chúng nó xem bài giảng Khởi Liêm có cái quảng cáo, cái xem hết quảng cáo giúp Khởi Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 27 phép nhân đa khớp một biến. Trang 36 đến trang 38. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 2, phần số 2. Phần số 2 mình sẽ học nhân đa khớp của đa khớp. Nhân 2 đa khớp tỉ y và đồng 3. Như mà sẽ thực hiện phép tính là 2x trừ 3 tất cả nhân cho x bình phương trừ 5x cộng 1 bằng cách thực hiện các bước sau. Bước 1 thì mình sẽ nhân 2x với đa khớp x bình phương trừ 5x cộng 1. Bước thứ 2 mình sẽ nhân âm 3 với đa khớp x bình phương trừ 5x cộng 1. Sau đó mình sẽ cộng các đa khớp thu được ở hai bước trên và sau đó mình sẽ thu gọn. Kết quả thu được chính là tích của đa khớp 2x trừ 3 nhân cho đa khớp x bình phương trừ 5x cộng 1. Giờ mình sẽ làm hoạt động 2 như hoạt động 3 như sau. Giờ chứ mình sẽ quyết là cái đề chứ. Hai x chưa phải nhân cho cái bình phương chưa năm x cộng 1 3. Như vậy chứ hết mình sẽ lấy 2x mình nhân cho đa khớp này. Cộng cho mình sẽ lấy âm 3 mình nhân cho đa khớp này. Xuống dòng bạc. Giờ bây giờ mình sẽ nhân phân phối mình sẽ lấy 2x nhân y bình phương. Trừ cho 2x nhân cho 5x cộng cho 2x nhân 1 cộng cho âm 3 nhân cho x bình phương. Mình sẽ đặt dấu trừ vậy luôn. Đó sẽ bằng 3 nhân cho x bình phương. Giờ âm 3 nhân cho âm 5x trừ 5x cộng cho âm 3 nhân cho 1 nếu các em để dấu cộng thì các em có thể để là âm 3 nhân x bình phương cũng được nha, hoặc là mình để trừ cho 3 nhân x bình phương cũng được nha. Mình có thể làm tắt một chút. 2x nhân x bình phương là 2x đi thừa 3. Đúng rồi. Giờ 2x nhân cho 5x, 2 nhân 5 là 10. X nhân x là x bình phương. 2x nhân 1 là 2x. Âm 3 nhân cho x bình phương có nghĩa là trừ 3x bình phương. Trừ với trừ thành cộng, 3 nhân 5 là 15. 15x. Giờ âm 3 nhân cho 1 là âm 3 cộng cho âm 3 chính là trừ cho 3 được này. Giờ bây giờ mình sẽ nhóm những hàng tử cùng bậc thì mình thấy bằng 3 có một cái mình sẽ viết là bậc 3 bậc 2 thì mình thấy có hai bậc 2 mình sẽ nhóm lại M10 bình phương trừ cho 7 bình phương trừ 10 bình phương trừ 7 bình phương giờ 2x cộng cho 15x và cuối cùng là trừ 3 viết lại. Giờ cái này mình sẽ viết lại. Giờ trừ 10 bình phương trừ 3x là trừ 13 bình phương.
2x cộng với 15x là 17. Chưa bài học biết đâu. Giờ như là mình xong hoạt động 3 nhé. Giờ hoạt động 3 kèm theo bài kèm sau bấm quit video hãy biết kèm theo bài. Giờ tiếp theo như vậy ta sẽ có quy tắc như sau. Tổng quát ta sẽ có quy tắc sau. Muốn nhân một đa khước với một đa khước, ta nhân mọi hạng tử của đa khước này với từng hạng tử của đa khước kia rồi cộng các tích lũy với nhau. Giống này. Các em nhớ là muốn nhân một đa khước với một đa khước thì ta lấy mỗi hạng tử của đa khước này nhân với từng hạng tử đa khước kia rồi cộng các tích lũy với nhau là được nha. Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 2, thực hiện phép nhân x cộng 3 tất cả nhân cho 2x bình phương trừ 3x trừ 5. Như vậy trước hết mình sẽ lấy x nhân cho đa khước này cộng cho 3 nhân cho đa khước này. Được nè. Giờ sau đó mình sẽ nhân phân phối vô. X nhân cho 2x bình phương cộng cho x nhân cho trừ 3x cộng cho x nhân cho trừ 5. Giờ cộng 3 nhân cho 2x bình phương cộng cho 3 nhân cho âm trừ 3x và cộng 3 nhân cho trừ 5. Được nè. X nhân cho 2x bình phương là 2x lũy cơ 3. X nhân x là x bình phương trừ 3 viết lại. Trừ 5 viết lại, x viết lại. 3 nhân 2 là 6x bình phương viết lại. Giờ 3 nhân cho âm 3 là âm 3, âm 9. 3 nhân 3 là âm 9, đẩy số dấu trừ vô mặt trước là trừ 9x. 3 nhân cho âm 3 là âm 15, cộng cho số âm biến thành trừ cho số dương trừ 15. Giờ sau đó mình quán đổi vị trí sắp xếp theo lũy thừa giảm dần. Sau đó mình sẽ nhóm các hạng tử cùng vào. Như vậy là trừ 3x bình phương với lại cộng 6x bình phương thì mình có thể đẩy dấu trừ ra ngoài dấu ngoặc. Cộng dấu cộng nên biến thành dấu trừ. Được rồi. Trừ trừ đẩy dấu trừ ra ngoài bên trong sẽ là dấu cộng. Giờ cái này viết lại. 3x bình phương trừ 6x bình phương sẽ là trừ 7x bình phương trừ với cái hạng cộng thành cộng 7x bình phương. 5x cộng 9x là 14x, dấu trừ viết lại, trừ 15 viết lại. Như kết quả là 2x lũy cơ 3, cộng 7x phương, trừ 14x, trừ 15. Giờ các em sẽ quan sát kỹ ví dụ 2 một chút nữa, mình sẽ làm bài tập phân tử nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần chú ý. Chú ý ta có thể trình bày phép nhân bằng cách đặt tính nhân. Như vậy ngoài tính nhân bình thường mình có thể đặt tính nhân. Đúng này. Như vậy ta có thể đặt tính nhân như sau, như mình sẽ đặt theo hàng dọc. Đúng này. Giờ như mình sẽ đặt sao cho hàng các bậc, các hàng tử cùng bậc sẽ hàng cột với nhau. Đúng này. Giờ sau đó mình sẽ nhân từ dưới lên từ, trước mình lấy số 3 nhân cho đa khước phía trên. 3 nhân 2 là 6 x bình phương viết lại. 3 nhân âm 3 là âm 9, trừ 9x viết lại. 3 nhân cho trừ 5 sẽ bằng trừ 15. Sau đó mình sẽ lấy x nhân cho này. Đúng này. X nhân trừ 5 là trừ 5 biết. Mình nhớ là mình sẽ đặt sao cho các hạng tử cùng bậc sẽ hàng cột với nhau. Đúng này. X với x. X nhân cho trừ 3x chính là trừ 7x bình phương. X nhân cho 2x bình phương chính là 2x lũy cơ 3. Giờ sau đó mình cộng xuống âm 15 viết lại. Này dấu cộng nha. Giờ trừ 9x cộng cho trừ 5x là trừ 14x. 6x bình phương cộng cho trừ 3x bình phương chính là 3x bình phương. Cái này viết lại. Như kết quả sẽ là 2x lũy cơ 3 cộng 7x bình phương trừ 14x trừ 15. Đúng này. Như mình thấy là làm theo cách nào thì kết quả sẽ là phải giống nhau. Đúng này. Trên đây là giống nhau nha. Đây là dấu cộng. Như vậy là khi nhân các hàng tử ở dòng dưới với đa khước ở dòng trên, ta nên nhân các hàng tử theo thứ tự từ bậc khắp đến bậc cao. Đúng này. Mình sẽ nhân từ bậc khắp tới bậc cao nhé. Khi trình bày theo cách này, ta cần nhân lần lượt mỗi hàng tử ở dòng dưới
Với đa khớp ở dòng trên và quý kết quả trong một dòng riêng. Quý các dòng sao cho hạng tử cùng bậc hạng cột với nhau để thực hiện phép cộng theo cột nha. Giờ tiếp theo phép nhân đa khớp cũng có cái tính chất. Mình sẽ có cái tính chất của phép nhân đa khớp gồm có tính chất giao quan A nhân B sẽ bằng B nhân A. Tính chất kết hợp tích của A nhân B nhân C sẽ bằng tích của A nhân cho B nhân C. Được này. Và có tính chất phân phối A nhân cho B cộng C khi phân phối vô là A nhân B cộng cho A nhân C. Tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập 2. Câu luyện tập 2 người ta kêu mình làm tính đa hai đa khớp, phép nhân hai đa khớp x bình phương x ly thứ ba trừ 2x bình phương cộng x trừ 1 tất cả nhân cho 3x trừ 2. Mình sẽ làm theo hai cách. Cách 1 và cách 2 luôn. Đúng này. Giờ thầy sẽ làm câu luyện tập 2 như sau. Mình sẽ làm cách 1 trước nha. Cách 1 là mình sẽ làm bình thường. Chứ hết mình sẽ viết là cái đề. X lý thừa 3 trừ 2x bình phương cộng x trừ 1 nhân cho 3x trừ 2. Ở đây không có dấu, mình hiểu là giống nhân nhé. Giờ trước hết mình sẽ lấy từng hạng tử có đa khớp nhất nhân cho đa khớp thứ hai, nhưng mà sẽ lấy x lý thứ ba nhân cho đa khớp này. Cộng cho giờ mình sẽ viết lại là trừ 2 x bình phương mình sẽ nhân cho đa khớp này. Ở đây các em có thể để dấu nhân hoặc là không để cũng được, thì vẫn phải hiểu là dấu nhân đúng này. Cộng x nhân cho đa khớp này trừ 1 nhân cho đa khớp này. Giờ sau đó mình sẽ nhân phân phối vô. X lý thừa 3 nhân cho 3x. Trừ cho x lý thừa 3 nhân cho 2. Ở đây mình thấy là không có dấu nhân với dấu trừ để dấu trừ. Nếu các em để dấu cộng ở đây thì mình sẽ đẩy dấu trừ ở trong đây. Đúng không? Giờ tiếp theo là trừ 2x bình phương nhân cho 3x. Giờ ở đây là trừ với trừ thành cộng. Các em có thể để dấu cộng luôn hoặc là các em để hai dấu trừ cũng được. Đúng không? Ví dụ như mình có thể để là trừ 2x bình phương. Sau đó nhân cho trừ 2 cũng được nha. Cộng x nhân cho 3x trừ x nhân cho 2 hoặc là các em để cộng x nhân cho âm 2 cũng được. Giờ trừ 1 nhân cho 3x thì mình sẽ để là trừ 1 nhân cho 3x đúng không? Giờ trừ với trừ hình cộng 1 nhân 2 là 2 cộng 2. Giờ xứng dòng bằng. Giờ x lý thừa 3 nhân cho 3x sẽ bằng 3x lý thừa 4. Giờ x lý thừa 3 nhân 2 sẽ bằng 2 nhân cho x lý thừa 3. Giờ dấu trừ này sẽ viết lại. 2 nhân 3 là 6. Y bình phương nhân x là 6x lý thừa 3. Dấu trừ ở đây viết lại. Như giờ trừ với trừ thành cộng. Ở đây mình sẽ viết thành dấu cộng. 2 nhân 2 là 4. 4x bình phương. Giờ x nhân x là y bình phương. Số 3 viết lại 3x bình phương.
Giờ ở đây là âm 2 nhân x sẽ bằng trừ 2x. Giờ 1 nhân cho 3x là trừ 7 cộng 2 viết lại. Giờ bây giờ mình xem những hàng tử nào cùng bậc thì mình sẽ nhóm lại. X lũy thừa 4 thì mình thấy là chỉ có một cái nên mình sẽ viết lại lũy thừa 4. 3x lũy thừa 4 viết lại. Giờ lũy thừa 3 thì mình thấy là có hai cái lũy thừa 3. Mình sẽ nhóm lại. Tiếp theo lũy thừa 2 có hai cái lũy thừa 2 nhóm lại. Tiếp theo là có trừ 2x trừ 3x nhóm lại. Cộng 2 nhân viết lại. 3x lũy thừa 4 viết lại. Trừ 2x lũy thừa 3 với trừ 6x lũy thừa 3 là trừ 8x lũy thừa 3. 2x bình phương cộng 3x bình phương là 7x bình phương. Trừ 2x trừ 7x là trừ 5x cộng 2 viết lại. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là x lũy thừa 4 trừ cho 8x lũy thừa 3 cộng cho 7x bình phương trừ 5x cộng 2. Đúng này. Giờ như vậy mình xong cách 1, mình sẽ qua tiếp cách 2. Giờ mình sẽ làm cách 2. Giờ mình sẽ làm cách thứ hai. Như vậy trước hết mình sẽ viết đa thức thứ nhất. Được chưa? Mình sẽ nhân đa thức thứ hai ở dưới. Mình sẽ thực hiện phép nhân đa thức thứ nhất cho đa thức thứ hai. Như vậy mình sẽ nhân trừ 2 nhân lên, đúng không? Như vậy trừ 2 nhân cho x thứ 3 là trừ 2x thứ 3. Trừ 2x lũy thừa 3. Giờ trừ 2 nhân cho trừ 2 là cộng 4 x bình phương. Trừ 2 nhân cho x sẽ là trừ 2x. Trừ 2 nhân cho trừ 1 thành cộng 2. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy 3x nhân lên. 3x nhân cho x lũy thừa 3 là 3x lũy thừa 4. Tiếp theo 3x nhân cho trừ 2x bình phương sẽ bằng trừ 6. X nhân x bình phương là x thừa 3. Giờ 3x nhân cho x sẽ là 7x bình phương. 3x nhân cho trừ 1 sẽ bằng trừ 7. Giờ bây giờ mình sẽ cộng từ trên cộng hai cái này lại. Như 3x thừa 4 mình sẽ viết lại. Trừ 2x với trừ 2x lũy thừa 3 với trừ 6x lũy thừa 3 sẽ là trừ 8x lũy thừa 3. 4x bình phương với 3x bình phương sẽ là 7x bình phương.
Trừ 2x trừ 7x là trừ 5x cộng 2x lại. Như vậy kết quả sẽ là 3x lũy thừa 4 trừ 8x lũy thừa 3 cộng 7x phương trừ 5x cộng 2. Mình thấy là cách 1 hay cách 2 đều có kết quả sẽ phải giống nhau. Đúng này. Như là mình xong câu luyện tập 2 nha. Giờ câu luyện tập 2 các em hiểu bài, các em sao bấm khích video thì biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu vận dụng 2. Câu vận dụng 2 người ta kêu mình giúp gọn biểu khức. Giờ bây giờ mình sẽ đi giúp gọn biểu khức này. Mình sẽ viết lại cái đề chứ. Lũy thừa 3 trừ x bình phương cộng 1 x trừ 2 x bình phương 1 trừ 2 bằng. Giờ ở đây mình thấy là x trừ 2 x trừ 2 mình sẽ giúp x trừ 2 ra làm nhân tử chung. Giờ ở đây còn lại cái này cộng ở bên đây giúp x trừ 2 thì còn lại cái này giờ x trừ 2 mình sẽ viết lại. Mình sẽ tính chung ạ. Như là cái khúc này mình sẽ viết lại. Mình sẽ nhân phân phối chỗ này chưa? X bình phương nhân 1 là x bình phương. Giờ x bình phương nhân cho trừ 2x. Dừ 2 trừ 2 viết lại. X bình phương nhân x là x thừa 3. Giờ cái này mình sẽ viết lại. Mình sẽ tính cho mặt vuông. Mình thấy là x 2x lũy thừa 3 trừ 2x lũy thừa 3 hết trừ x bình phương cộng x bình phương hết còn là số 1. Đúng rồi. Giờ x trừ 2 nhân 1 thì cũng bằng x trừ 2 thôi. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu vận dụng 2 nhé. Câu vận dụng 2 các em hiểu bài, các em sau bấm khuất video thì các em hiểu bài. Ở chỗ này thì mình có thể làm khi một bước cũng được hoặc làm giả số 1 luôn cũng được nha. Tùy theo các em, nếu các em mình khái nhẩm được thì mình sẽ nhẩm không. Đúng này. Không thì mình có thể nhóm cái này vào. Mình sẽ nhóm. Những cái hạng tử cùng bậc thì mình sẽ nhóm. Đúng này. Không mình nhẩm ra kết quả cũng được. Đúng rồi. Thì cái này bằng 0, cái này bằng 0 cộng 1, cái này nhân cho 1 thì bằng 9 nào, x trừ 2. Đúng rồi. Giờ cuối cùng mình sẽ làm câu vận dụng 3. Câu vận dụng 3 trả lời bài toán đoán tội để giải thích bí mật trong bài toán đoán tội của anh Pi. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau. Gợi ý là tội cần đoán, tìm ra hai đa khước biến x
biểu hiện kết quả thứ nhất và kết quả thứ hai, sau đó tìm đa khớp biểu hiện kết quả cuối cùng. Từ đó hãy nêu ra cách tìm việc. Và như vậy là mình sẽ làm như sau. Trước hết mình sẽ gọi x là tổ cận đoạn, đúng này. Mình sẽ làm câu này như sau. Trước hết gọi x là tổ cận đoạn. Gọi x là tổ cận đoạn. Giờ trước hết mình sẽ có đa thức thứ nhất, đa thức biểu hiện kết quả thứ nhất. Biểu hiện gọi x là tổ cận đoạn. Đa thức biểu hiện kết quả thứ nhất kia. Mình sẽ lấy tổ của mình cộng với một và bình phương lên. Có nghĩa là x cộng một bình phương. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ viết đa thức biểu hiện kết quả thứ hai. Mình sẽ đặt là h. Mình sẽ lấy của tuổi của mình trừ một bình phương đó. Có nghĩa là trừ một tất cả bình phương. Giờ sau đó mình sẽ tìm đa thức biểu hiện kết quả cuối cùng. Đa thức biểu hiện kết quả cuối cùng là Q sẽ bằng K chữ H. Giờ mình sẽ lấy đa thức này chữ đa thức này. Xuống dòng bạc. Giờ như x cộng 1 bình phương có nghĩa là x cộng 1 nhân với x cộng 1. Đúng này. Nhân với x cộng 1. Giờ bên đây là x trừ 1 nhân với x trừ 1. Xuống dòng bạc. Giờ như chưa hết mình sẽ lấy x nhân cho x cộng 1. Cộng cho 1 nhân với x cộng 1. Giờ chứ hết mình sẽ lấy x nhân cho x trừ 1. Giờ mình lấy trừ 1 nhân cho x trừ 1. Giờ nhân phân phối vô tiếp. X nhân x là x bình phương. X nhân 1 là x. Giờ 1 nhân phân phối vô 1 nhân x là x. 1 nhân 1 là 1. Giờ mình sẽ nhân phân phối vô x nhân x là x bình phương. X nhân 1 sẽ là x. Giờ trừ 1 nhân x là trừ x. Trừ nhân trừ thành cộng, trừ 1 nhân trừ 1 là cộng 1. Thank you.
Như vậy cái này x bình phương mình sẽ viết lại x cộng x là 2x cộng 1 viết lại. Giờ x bình phương viết lại trừ x với trừ x là trừ 2x cộng 1 viết lại. Giờ cái này mình sẽ viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ bỏ dấu ngoặc ở đây. Trước dấu ngoặc là dấu trừ, khi bỏ ngoặc thì sẽ đổi dòng, đúng không? Như vậy ở đây sẽ thành trừ x bình phương. Giờ trừ cho trừ thành cộng, cộng 2x cộng 1 biến thành trừ 1. Giờ mình sẽ có x bình phương trừ y bình phương bằng 0, 1 trừ 1 bằng 0, 2x cộng 2x là 4x. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 4x, được này. Như vậy muốn tìm x thì mình lấy kết quả cuối cùng mình sẽ chia cho 4 là được, đúng này. Như mình trả lời là để tìm x. Ta lấy kết quả cuối cùng. Chia cho 4 là xong, đúng này. Giờ như là mình xong câu vận dụng 3 nhé. Giờ câu vận dụng 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm khích video để biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Phần bài tập thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp của em nhớ nó xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.